Và chào mừng các bạn đến với sản phẩm Smart Home nhé. Thì hôm nay Smart Home giới thiệu với các bạn về cái bộ điều khiển qua điện thoại DTMF, giải mã bàn phím. Thì ở đây mình có cái bộ là 6 kênh này. Các đầu ra là tiếp điểm relay nhé. Đấy, tiếp điểm COM và NO này, có 6 kênh này. Đèn báo trạng thái các đầu ra này. Đầu ra là tiếp điểm nhé. Đầu vào thì có 12V này. Chân mở rộng 12V này, jack audio 3.5 tín hiệu đầu vào của điện thoại này, chân mở rộng này, chân nhấn reset này. Đấy, thì ở đây mình có thể cấp nguồn 12V. Hiện tại đây thì bên mình đang mặc định là 12V. Nếu như mà các bạn muốn chuyển sang 5V hoặc 24V thì liên hệ với bên mình để bên mình thay đổi relay này và thay đổi cứng nguồn để có thể chạy được 24V. Hiện tại thì bộ này đang mặc định chạy 12V nhé, thì có ký hiệu ở đây rồi. Sản phẩm bán thì bên mình chưa chuẩn nguồn, thì các bạn có thể mua thêm nguồn hoặc là ai có nguồn thì có thể dùng. Tiếp đến là jack audio 3.5 này, thì các bạn chú ý là ở đây có một chân jack và một chân jack mở rộng này. Thì cái loại mà 4 chấu như này này thì bắt tín hiệu nó sẽ chuẩn hơn nhé, còn cái loại 3 chấu như này này thì nó sẽ bị kén điện thoại. Đấy, thì thường 3 chấu như này thì mình cắm vào cái điện thoại này này thì không chạy được này. Thì cái trường hợp nào mà không hoạt động được thì các bạn chú ý đến phần jack, nên là mình có thể thiết kế thêm cái chân jack mở rộng đây. Rồi thì ở đây mình có một chân đất và một chân lai tín hiệu, thì chân 4 chân này thì mình sẽ 3 chân gộp lại cắm vào chân lai, còn một chân thì là chân đất. Và hiện tại cái loại này này thì có hai 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 tín hiệu thì chung vào nhau, và một chân là đất thì cái tín hiệu nó bắt nó sẽ không chuẩn. Nên là mình khuyến cáo dùng cái loại 4 chân dân. Còn nếu như mà 3 chân này thì chú ý là tìm đến những cái điện thoại phù hợp, thì cái loại đời của 1280 đời cũ thì sẽ hoạt động được, còn một số loại mới thì không hoạt động được. Rồi, ok, tiếp theo thì là về điện thoại thì các bạn hãy cấu hình ở điện thoại ở chế độ âm bàn phím nhé. Chọn ở trong này, cài đặt âm này, có cái phần âm lượng của bàn phím này. Đấy, mức cao nhất nhé. Đấy, các bạn làm thế vừa phải âm bàn phím cao nhất. Tiếp đến là cái phần cấu hình tai nghe, khi mình cắm vào đây thì nó sẽ là cấu hình tai nghe. Cấu hình tai nghe thì các bạn bật cuộc gọi ở chế độ gọi tự động và nghe tự động, tắt máy tự động. Đấy, thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem như vậy là được. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn 12V nhé. Nguồn này 12V thì nguồn nuôi cho mạch, thì chúng ta chỉ cần cấp 1 đến 2A là ok rồi. Đấy, mình cấp nguồn, khi cấp nguồn thì còi kêu này, cảnh báo. Đấy, còi kêu như vậy thì mạch đã cấp nguồn. Sau đấy là mình sẽ điều khiển thử trên điện thoại nhé. Thì với bộ 6 kênh này thì phím bật tắt các thiết bị là từ 1 đến 6. Phím bật hết là phím 7 và phím tắt hết là phím 8. Thì cú pháp là như sau, ví dụ muốn bật một này, em quay cái phần tín hiệu ra nhé, nó sẽ bị ngược lại vì là mình để ngược. Ok, ví dụ nhấn một này, đấy, một sao này, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao, 6 sao, 8 là tắt hết này, 7 bật này, 8 tắt này. Đấy, thì đây là đang điều khiển trên cái điện thoại này. Bây giờ mình sẽ dùng một cái điện thoại khác để mình gọi vào đây. Ok, cái điện thoại này đây. Rồi, gọi vào cái số cái điện thoại này. Ok, bật bàn phím đi. Đấy, mình lên một tí này. Đấy, máy sẽ tự động bắt cuộc gọi. Đấy, khi bắt cuộc gọi rồi thì nhấn phím 7 đi. Đấy là bật hết rồi, đang bật hết rồi, nhấn phím 8 để tắt hết. Đấy, nhấn phím 1, sao, nhấn phím 2, sao, lần lượt từng kênh. Nhấn phím 8 để tắt hết.
những bảy để bật hết. Đấy, thì vừa rồi mình vừa giới thiệu với các bạn về cái bộ điều khiển thiết bị qua điện thoại 6 ngón ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.